Chào mừng quý anh chị và các bạn. Chúng ta lại đến với bản tin tiếp theo trong cái chuyên mục sức khỏe của chúng tôi trên kênh Sức khỏe hạnh phúc ngày hôm nay. Quý anh chị thân mến, trong cái bản tin của ngày hôm nay, chúng tôi xin cung cấp cho quý anh chị và các bạn là bốn cái loại nước uống giúp đốt cháy mỡ thừa, giảm cảm giác thèm ăn, giúp bạn duy trì được cái vóc dáng thon gọn. Và nếu như chúng ta uống những cái loại nước này mỗi ngày thì đảm bảo bạn giảm cân được thần tốc. Và bây giờ chúng ta cùng đến với những cái loại nước uống này. Thứ nhất đấy là trà gừng giảm cân. Thì nếu bạn muốn giảm cân nhanh, an toàn, bạn có thể là sử dụng trà gừng mỗi ngày. Bởi trong trà gừng là có cái tác dụng giúp mở rộng mạch máu bằng cách là phá vỡ cái lượng cholesterol, giúp lưu thông máu tốt hơn, giúp cho cái việc mà bạn đốt cháy nhiều chất béo trong cơ thể. Ngoài ra thì việc bạn uống trà gừng trước khi đi ngủ cũng tạo ra cái cảm giác no hơn, có thể là ngăn chặn khỏi những cái cơn thèm ăn nửa đêm, giúp bạn giảm cân an toàn và có hiệu quả. Và cái thứ hai đấy là trà hoa cúc thanh khiết. Trong cái thành phần dinh dưỡng của trà hoa cúc có chứa chất chống oxy hóa, giúp loại bỏ các cái gốc tự do trong cơ thể, độc tố trong cơ thể hiệu quả. Bên cạnh đó thì trà hoa cúc còn có cái tác dụng kích thích các cái tuyến dạ dày tiết ra nhiều cái dịch dạ dày hơn, giúp tăng cường quá trình trao đổi chất và cái năng lượng, khiến bạn giảm mỡ thừa thành công. Và cái nước thứ ba đấy là dùng nước ép bưởi. Vì trong cái thành phần dinh dưỡng của quả bưởi có chứa nhiều thành phần như là protein, carbon hydrate, chất xơ, giúp tăng cường hệ miễn dịch cho bạn. Ngoài ra thì nước ép bưởi còn có cái đặc tính là đốt cháy mỡ thừa nhanh hơn, hạn chế cái lưu lượng chất béo, giúp bạn giảm cân hiệu quả mà không hại cho sức khỏe. Chính vì vậy mà từ lâu nước ép bưởi đã được chị em phụ nữ tin tưởng sử dụng. Và cái loại nước thứ tư đấy là nước đỗ đen rang. Nếu như mỗi ngày chỉ cần nhâm nhi một chén đậu đen ninh nhừ và uống nước đậu đen rang là cái cách đơn giản giúp bổ sung các dưỡng chất, chống đói, giảm cảm giác thèm ăn và giúp bạn giảm cân an toàn. Cái phương pháp giảm cân bằng đỗ đen đã được những người Nhật Bản thường xuyên lựa chọn và đã trở thành cái kinh nghiệm quý báu lưu truyền cho tới ngày nay. Quý vị thân mến, trên đây đấy là bốn loại nước uống giúp đốt cháy mỡ thừa, giảm cân và giảm các cái cảm giác thèm ăn, giúp bạn duy trì được các cái vóc dáng thon gọn nếu chúng ta dùng thường xuyên bốn cái loại nước uống này. Và bản tin sức khỏe của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Mong rằng với thông tin này sẽ cung cấp được cho quý anh chị được thật nhiều những cái kiến thức bổ ích. Cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin sức khỏe tiếp theo của chúng tôi.